nhấc người lên. Đây. Mưa gió anh em lại chỉ có cái mồi này thôi. Ê, mang muối cháu được không? Lòng bò à? Lòng bò à? Thắng cố các kiểu à? Ừ, na lách à? Thế không lấy ít phân non về làm pịa à? Ui không. Ấy lắm. Ui anh như kiểu bọn Tây Bắc. Hai bổ cận. Tuyệt vời đấy. Cận này bổ ăn không ấy? Cái gì? Cận này bổ ăn không? Cặp sao bỏ? Thế cậu có ăn gật bao giờ đâu? Ô, không bị gì đâu. Thế á? Vẫn ăn hết. Cháu vẫn ăn mà. Đây, đây, khổ cái. Kéo xin ít phân non về để làm pịa. Ui, giời ơi. Kéo gặp với cái thằng nghịch. Lúc đấy ông tức điện bảo thế nào ông điện lần 2 để hỏi xem còn chân trâu không? Chân đầy. Cũng nuôi hai cái chân. Chân đầy. Nhưng mà giờ ông khác thiếu nhiều hôm. Ôi, hôm nay ăn cái này đã. Hết cái đống. Chết rồi, ăn hết bằng này có 4 người, 5 người thì chết rồi. Chắc chê không? Để cho chó làm cái gì. Nói nó lại không bán cho hoa. Không ở đây thì chú. Chú mua hai chân chó nó không bán đâu. Đây ở đấy thì kìa đéo ai nói thế. Đó. Mình phải đeo muốn bán chứ. Để cậu để đấy. Cậu còn ấy cái kia. Thế thớt nào à. Ê thớt sao kia hả? Cái này. Cho một lồi thôi. Ui. Cái gì? Định cái đấy là xào cái gì? Ừ, cái này xào. Còn cái này cho vào lồi linh gì? Ừ, cái này cho vào một nồi. Nhưng mà cho ít thôi, ăn đéo lắm. Thì ăn nào hết chỗ này có mà. Đã lên màn biểu diễn. Ôi tui ơi. Đặc thắng cố. Hay kia nè. Tây Bắc. Bia này mẹ. Bia này vừa đấy. Bác lỗ hơi bị ác đấy. Mua thôi. Thì năm nay thì vẫn còn nhiều, năm vẫn có mình mua. Không có không đi nó bỏng đâu mà. Nhà máy nó vẫn còn. Gửi cho mẹ con. Phải